bốc lì xì đám hỏi Buka Kim Tuấn Kiệt, nhìn con số khiến dàn bê tráp ngã ngửa. Trên mạng xã hội, hình ảnh đám hỏi Buka Kim Tuấn Kiệt tràn ngập new feed, dàn sao Việt hào hứng xúng xính lên đồ đi đám hỏi, góp mặt trong đội hình bê tráp gồm những gương mặt trai xinh gái đẹp trong VBIS như Anh Tú, Song Luân, ST, Trun Phạm, Ngô Kiến Huy, Duy Khánh, Trương Thế Vinh, Song Luân, Nguyên Thảo, Thúy Ngân. Anh Tú bật mí, cô dâu chú rể chơi lớn bỏ phong bao lì xì mỗi người 2 triệu đồng khiến dàn bê tráp ngỡ ngàng. Anh Tú hào hứng viết: "Đàn trai đàn gái đẹp lóe loè loè đi tham dự đám cưới Ginbu, chúc mừng đi bê lễ được hai củ luôn bà con ơi." Buổi lễ gia tiên được tổ chức đơn giản mà ấm cúng tại nhà riêng trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Không gian đám hỏi sử dụng tông hồng trắng đỏ làm chủ đạo. Mọi chi tiết được cặp đôi chuẩn bị chỉnh chu, tinh tế. Diễn viên Trường Giang đảm nhận vai trò chủ hôn cùng đoàn nhà trai mang lễ vật sang nhà gái làm đám hỏi. Phía nhà gái, diễn viên Lâm Vĩ Dạ đại diện làm chủ hôn. Được biết, đám cưới của Buka và Kim Tuấn Kiệt còn hai buổi lễ quan trọng. Vào ngày 4 tháng 11, cặp đôi làm lễ cưới tại Nha Trang cho gia đình và bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Vào ngày 6 tháng 11, cả hai tổ chức tiệc cưới tại thành phố Hồ Chí Minh. Đám cưới sẽ là buổi tiệc riêng tư dành cho gia đình, người thân và bạn bè nghệ sĩ. Đám cưới của Buka và Kim Tuấn Kiệt là một trong những sự kiện đáng mong chờ trong tháng 11 này. Mọi thông tin liên quan đến ngày trọng đại của Buka, Kim Tuấn Kiệt đều được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Buka và Kim Tuấn Kiệt đi trực thăng khảo sát hôn trường, hoàn tất khâu cuối cho đám cưới. Ngày 4 tháng 11, đám cưới của Buka và Kim Tuấn Kiệt chính thức diễn ra ở Cam Ranh. Cặp đôi đã có mặt từ sớm để chuẩn bị không gian cũng như kiểm tra lại giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho giây phút trọng đại vào ngày mai. Theo thiệp mời, Buka và Kim Tuấn Kiệt sẽ làm đám cưới vào ngày 4 tháng 11. Địa điểm cặp đôi lựa chọn tổ chức hôn lễ là một resort hạng sang mới được đưa vào hoạt động ở Cam Ranh. Mới đây, cặp đôi khiến nhiều người suýt xoa khi cùng nhau đáp chuyên cơ tới resort để khảo sát trước khi sự kiện trọng đại diễn ra. Không còn tỏ vẻ giữ kẽ như trước đây, Kim Tuấn Kiệt và Buka hết sức thoải mái khi thể hiện tình cảm với nhau. Khoảnh khắc bước từ trên chuyên cơ xuống, nam diễn viên, ca sĩ Kim Tuấn Kiệt còn tình tứ đỡ vợ. Anh dành cho Buka ánh mắt quan tâm dịu dàng, cả hai tỏ ra vui vẻ hạnh phúc vì chuyến đi. Họ liên tục cười đùa rôm rả. Đến tối cùng ngày, cô dâu tháng 11 Buka sẽ cùng ekip tổ chức tiệc thân mật cùng bạn bè. Mặc dù buổi tiệc thân mật không quá cầu kỳ xa hoa, nhưng sự quan tâm ấm áp của bà xã khiến Kim Tuấn Kiệt không giấu được niềm hạnh phúc. Có thể thấy trước hôn lễ cặp đôi đang có những ngày mật ngọt đáng ngưỡng mộ. Với hành trình tình yêu ngọt ngào cùng tính cách hài hước của cô dâu chú rể, chắc chắn hôn lễ của cả hai sẽ là ngày quẩy tung trời với sự hiện diện của loạt khách mời đình đám trong làng giải trí. Trước đó ít lâu, Kim Tuấn Kiệt đăng tải hình ảnh tình tứ bên diễn viên Buka, chính thức xác nhận thông tin hẹn hò của cả hai sau nhiều đồn đoán. Trong ảnh, Buka còn khoe đeo nhẫn ngón tay áp út, hé lộ chuyện được bạn trai cầu hôn. Ca sĩ Kim Tuấn Kiệt cũng xác nhận chuyện sắp kết hôn với đàn chị. Anh viết: "Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Chúc mừng sinh nhật tôi, món quà sinh nhật lớn nhất của tôi. Cảm ơn gia đình bạn bè luôn đồng hành cùng hai đứa và đặc biệt cảm ơn khán giả luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến." Rộn ràng lễ gia tiên của Buka và Kim Tuấn Kiệt, Trường Giang làm chủ hôn, dàn bê tráp đúng đỉnh. Sáng 1 tháng 11, cặp Buka Kim Tuấn Kiệt chính thức tổ chức lễ gia tiên ra mắt hai bên gia đình. Trên trang cá nhân của người anh thân thiết, Huỳnh Lập vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày vui của Buka và Kim Tuấn Kiệt. Trun Phạm cũng nhanh tay hé lộ toàn bộ không khí buổi lễ khiến khán giả thích thú. Theo đó, cô dâu chú rể diện trang phục áo dài truyền thống theo tông màu hồng trẻ trung. Ngoài sự xuất hiện đầy rạng rỡ của dâu rể, chủ hôn và dàn bê tráp cũng vô cùng chấn động. Buka và Kim Tuấn Kiệt đã nhờ đàn anh Trường Giang làm chủ hôn. Trong ngày lễ gia tiên, Trường Giang diện vest sang trọng dẫn đầu phái đoàn nhà trai. Theo sau là dàn bê tráp gồm Ngô Kiến Huy, Trun Phạm, Trương Thế Vinh, Anh Tú, ST Sơn Thạch, Duy Khánh, Song Luân. Xuất hiện trong dàn nhà trai còn có Huỳnh Lập, Hòa Minh Di, Lâm Vĩ Dạ. Được nhờ làm chủ hôn trong ngày vui của đàn em, Trường Giang gây chú ý khi phát biểu trịnh trọng trước quan khách. Mười Khó cũng chính là thuyền trưởng tích cực đẩy thuyền cặp đôi về với nhau suốt nhiều năm qua. Không khí rộn ràng trong ngày trọng đại của Buka và Kim Tuấn Kiệt khiến khán giả vui lây. Được biết, đám cưới của cặp đôi tổ chức tại vùng biển Cam Ranh Khánh Hòa vào ngày 4 tháng 11 và tại thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng 11. Cả hai còn mở thêm một bữa tiệc tại quê nhà cô dâu ở Đồng Tháp, nhưng cặp đôi chưa công bố thời gian chính thức. Thiệp mời cưới của Buka và Kim Tuấn Kiệt cũng được trao tay nhiều bạn bè thân thiết trong showbiz. Tương tự như nhiều hôn lễ của nghệ sĩ khác, ngày trọng đại của Buka và Kim Tuấn Kiệt đưa ra quy định khách mời không được dẫn theo trẻ em để tránh sự bất tiện cho ban tổ chức. Rất nhiều khán giả, đặc biệt là những ai yêu mến cặp đôi Kim Pu đang háo hức mong chờ những khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên của cặp đôi trong đám cưới cổ tích sắp tới. Những tác phẩm góp phần xe duyên Buka Kim Tuấn Kiệt. Tối 6 tháng 9, Buka và Kim Tuấn Kiệt chính thức công khai chuyện tình cảm, khiến cõi mạng dần dần. Chỉ sau một đêm, bức hình ảnh tình cảm của cả hai nhận về hơn 1 triệu lượt bày tỏ cảm xúc cùng gần 100.000 bình luận chứng tỏ độ hot khủng của cặp đôi này. Đại diện truyền thông của Buka cho biết, cặp diễn viên ca sĩ quen nhau được 4 năm, đã đính hôn cách đây ít ngày, đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm nay.
Trước khi công khai mối quan hệ, Puka và Jin Tuấn Kiệt thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chương trình truyền hình, game show. Họ còn từng nhiều lần đóng chung các bộ phim, sitcom và web drama. Gần đây nhất, Puka và Jin Tuấn Kiệt cùng nhau tham gia phim Tết đến rồi về nhà thôi 6. Năm 2023, do Thu Trang sản xuất, mang câu chuyện về tình cảm gia đình ấm áp. Trong phim, Puka và Jin Tuấn Kiệt vào vai một cặp đôi có tình cảm với nhau. Cả hai cho thấy diễn xuất tự nhiên, trông không khác gì đôi tình nhân ngoài đời thực. Trên trường quay, vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật và đồng nghiệp nhiều lần trêu đùa gán ghép Puka và Jin Tuấn Kiệt. Những hình ảnh hậu trường cho thấy cả hai liên tục dính như Sam. Thời điểm đó, nhiều khán giả cho rằng họ chỉ đang tạo hiệu ứng để quảng bá cho phim mà thôi. Ngôi nhà thiên ám là một trong những sitcom mà Puka và Jin Tuấn Kiệt tham gia và được khán giả yêu thích. Nội dung chính của tác phẩm xoay quanh những người sống tại nhà trọ bão bùng. Đây là nhà trọ kỳ quái như chính cái tên của nó, bởi tất cả những người đến thuê trọ đều có bí mật, mục đích riêng. Nhưng đằng sau đó lại là tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, tình bạn, tình làng nghĩa xóm và những hoài bão của tuổi trẻ. Trong phim, Jin Tuấn Kiệt vào vai Tuấn Kiệt, một sinh viên khoa đạo diễn trường điện ảnh, có tính cách hơi tương tửng. Còn Puka đảm nhận nhân vật Cherry Kim, một cô nàng xinh xắn điệu đà có phần nhiều chuyện. Diễn xuất tự nhiên của cả hai góp phần tạo nên thành công của bộ phim. Đứa em thừa kế. Trong sitcom này, Puka vào vai Bella, cô bảo mẫu nhiều chuyện, tinh nghịch nhưng tốt bụng. Cô chịu trách nhiệm chăm lo cho bé Su, môn đồ bảo tiên. Em út trong gia đình, mồ côi cha mẹ, chỉ có ba người anh là Huy, Thuận Nguyễn, Vinh, Jin Tuấn Kiệt và Sang Phát La. Nếu Puka tâm sự cô và Jin Tuấn Kiệt kết hợp khá ăn ý trong dự án này, thì Jin Tuấn Kiệt dành nhiều lời có cánh cho đàn chị. Anh nói, chị Puka rất nghiêm túc trong lúc làm việc, lâu lâu cũng chỉ dẫn mình rất nhiều. Ví dụ, cảnh đó Jin thể hiện nét như vậy chưa tốt, thoại câu đó chưa hay thì chị Puka luôn góp ý, chỉ dẫn giúp cho Jin thực hiện cảnh quay đó tốt hơn. Những bộ phim mà Puka và Jin Tuấn Kiệt cùng tham gia đã giúp họ có cơ hội được tiếp xúc và hiểu nhau hơn. Tình cảm cũng dần phát triển. Đến nay cả hai đã có một cái kết viên mãn khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng. Cũng thông qua những tác phẩm này, Puka và Jin Tuấn Kiệt nhận không ít đánh giá tích cực. Tuy nhiên, việc đảm nhận vai phụ khiến cặp đôi chưa có quá nhiều đất để thể hiện hết năng lực diễn xuất cũng như tương tác với đối phương. Khán giả mong chờ cặp đôi tái hợp trong dự án khác vào một ngày không xa. Lễ tân hôn Puka Jin Tuấn Kiệt, sính lễ kim cương 2 tỷ đồng, dàn sao đình đám hội tụ. Sáng 1 tháng 1, Jin Tuấn Kiệt và Puka tổ chức lễ tân hôn khiến fan hào hứng. Buổi sáng, gia đình nhà trai đã làm lễ xin dâu và thực hiện các nghi thức đám cưới. Trong ngày trọng đại, Puka mặc áo dài hồng truyền thống, để tóc dài dịu dàng kết hợp với kẹp tóc ngọc trai. Trên gương mặt cô dâu không giấu được niềm hạnh phúc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên và ông xã diện áo dài tông sự tông, phong độ lịch lãm. Ở mọi khoảnh khắc, cặp đôi luôn giữ nụ cười thường trực trên môi. Một số hình ảnh hiếm hoi trong lễ gia tiên được bạn bè, người thân của cô dâu chú rể chia sẻ. Theo đó, không khí đám cưới rộn rã, tiếng cười với sự chúc phúc của hai bên gia đình, khách mời và dàn bưng quả. Có thể thấy, dàn bưng quả nam đều là những nghệ sĩ nổi tiếng như Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Song Luân, Duy Khánh, ST Sơn Thạch, Anh Tú và Trung Phạm. Mai Quỳnh Anh, Lily, Thúy Ngân, Ngô Bảo Ngọc, Nguyên Thảo là những phụ dâu bưng quả. Ca sĩ Hòa Minh Di, diễn viên Huỳnh Lập, Lâm Vĩ Dạ là khách mời tham dự đại diện cho đàn trai. Đặc biệt, nghệ sĩ Trường Giang cũng có mặt đảm nhận vai trò MC cho buổi lễ. Theo một người bạn thân thiết của cô dâu chú rể cho biết, quà cưới của đàn trai là bộ trang sức kim cương trị giá 2 tỷ đồng. Ngoài sính lễ này, nhà trai chuẩn bị mâm lễ trầu cau, rượu, bánh trái, hoa tươi. Sau khi sính lễ được trao, cô dâu chú rể làm lễ trước bàn thờ gia tiên, trao nhẫn cưới. Sau lễ ăn hỏi, Puka và Jin Tuấn Kiệt sẽ tổ chức đám cưới ở Cam Ranh vào ngày 4 tháng 11, tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 11 và Đồng Tháp, quê Puka. Jin Tuấn Kiệt và Puka hé lộ bộ ảnh trước thềm đám cưới, dàn sao cả nhà gái lẫn nhà trai đều gây sốt. Sau khi công khai chuyện tình cảm và có màn cầu hôn vô cùng đặc sắc, Puka và Jin Tuấn Kiệt trở thành một trong những cặp đôi gây bão mạng xã hội tại thời điểm lúc này. Nhất cử nhất động của cả hai được đông đảo khán giả quan tâm. Đồng nghiệp cùng bạn bè thân thiết, người hâm mộ của cặp chị em này đồng loạt gửi lời chúc phúc và háo hức chờ mong cả hai sẽ nhanh chóng về chung một nhà. Mới đây trên Facebook cá nhân, Jin Tuấn Kiệt đăng tải loạt ảnh bên Puka, thu hút nhiều sự quan tâm. Có thể thấy bộ ảnh cưới đặc biệt này của cả hai còn có sự góp mặt của dàn sao đình đám và đều là những người bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể. Trong ảnh, Jin Tuấn Kiệt và Puka diện trang phục màu đỏ nổi bần bật. Trong khi Jin Tuấn Kiệt gây sốt vì diện mạo điển trai, Puka cũng nhận được nhiều lời khen ngợi với nhan sắc thăng hạng hơn trước. Sau khi được Jin Tuấn Kiệt cầu hôn, Puka cũng đính kèm chia sẻ ngọt ngào. Ngày hôm đó tôi cứ nghĩ mình đi làm được tiền, ai dè mình được cả một người chồng. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho Pu một ngày tuyệt vời đáng nhớ. Jin Tuấn Kiệt cũng xúc động cho biết, cảm ơn em đã đồng ý, cảm ơn anh em bạn bè đã cùng Jin tạo nên điều bất ngờ này.